Xin chào quý vị các bạn, và hôm nay mình giới thiệu với quý vị các bạn chiếc Kara của Hikka Vision quý nhé. Và đây trên tay mình là chiếc Kara của Hikka Vision. Và với cái sản phẩm này thì chiếc Kara này có sẽ giúp quý vị các bạn xem ngày đêm có màu các bạn nhé. Và chiếc Kara đây đầy đủ mã là DS2CD1T47G0-RUF. Và với chiếc Kara này thì nó là 4 mây và ống kính 4 quý các bạn nhé. Đây, chiếc camera này thì sẽ hỗ trợ là lắp nguồn 12V hay PoE các bạn nhé. Và chiếc camera này có mic thu âm và có hỗ trợ cả thẻ nhớ tối đa 256GB các bạn nhé. Và ghi bằng video các bạn nhé. Và đây là chiếc camera. Và bây giờ mình sẽ mở hộp cho quý các bạn xem bên trong của chiếc camera, xem là bên trong có ghi bạn nhé. Và chiếc camera này thì ở trong vỏ hộp của chiếc camera thì sẽ không có bao gồm nguồn 12V các bạn nhé. Và đây là các phụ kiện bên trong của chiếc camera. Và mình dở hết chiếc camera ra cho quý vị và bạn xem. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu với quý vị các bạn phụ kiện của chiếc camera. Thì hiện tại đây là cái bộ ốc vít này. Và đây là túi hút ẩm của cho chiếc camera. Và đây là tấm dán và đây là quyển sách hướng dẫn. Và đây là chiếc camera quý các bạn nhé. Và đây là cái phía logo của hãng này. Và đây là cái mắt camera. Và đây là đèn trợ giúp quý các bạn, đèn trợ sáng để quý các bạn có thể xem ngày đêm có màu các bạn nhé. Và đây là cái phần khu vực chân đế của chiếc camera. Thì các bạn sẽ có thể vặn bằng tay để chúng ta điều khiển, điều chỉnh cái chân đế cho quý các bạn khá chặt. Đây, bạn mình đã vặn được rồi. Đấy. Thì chiếc camera đây thì có một phần là ốc vít là bốn cạnh này, đây là điều chỉnh bằng tay này, đây là cái kiểu dáng chúng ta vặn cái chân đế này, và đây là ba cái ốc để chúng ta bắt lên tường này. Và ở đằng dưới của phía camera thì đây là cái phần lắp thẻ nhớ và phần setup của chiếc camera. Và đây là phần tem của sản phẩm này. Và ở trên sản phẩm của chiếc camera Hikka Vision này thì nó sẽ có một phần jack đây, cắm jack lan. Và đây là cái jack nguồn của chiếc camera. Và bây giờ mình đã giới thiệu cho quý các bạn cái sản phẩm của Hikka Vision, nó là 2CD1T47G0-RUF các bạn nhé. Với sản phẩm này thì nó là ống kính 4 này, độ phân giải là 4 mê này, hỗ trợ ngày đêm có màu các bạn nhé. Và có mic thu âm và hỗ trợ thẻ nhớ đến 256GB các bạn nhé. Và quý các bạn đã theo dõi video, quý vị các bạn theo dõi video thấy hay và bổ ích thì các bạn hãy bấm like, chia sẻ. Và quý vị các bạn hãy giúp đỡ mình bằng cách ủng hộ, bằng cách đăng ký kênh và ấn nút chuông, để khi mình ra một video thì các bạn sẽ nhận được ngay video bổ ích, hoặc là mình sẽ có nhiều nỗ lực để mình ra một nhiều video hơn cho quý các bạn nhé. Xin chân thành cảm ơn quý các bạn. Hiện quý các bạn ở hiện phần cài đặt và trải nghiệm hình ảnh thực tế của chiếc camera Hikka Vision 4 mê này các bạn nhé.